Việc hiểm nguy hí luận. Đó có Thánh Trường Thọ phải không? Tôi xin hiến cúng đất này trang nghiêm hương hoa, điểm núi Tu Di, tế đại Bội Châu, mặt trời mặt trăng, với tinh thần cõi Phật, nguyện chúng sinh yên vui trong cảnh thanh tịnh này. Di Đàm Guru Đa Đa Ma Đa La Pham Ni Ya Ta Ya Mi. Trường Thọ ông xưa thì ngài là hiện thân vị trí của chư Phật ông cùng một ngài mật thiết như thế sao? Đời trước hội chúng vô thượng ân sư hiện tại cùng quá khứ thân khẩu ý của vô lượng chư Phật ngọc như ý sanh ra mọi sự thiện hành trong cõi hữu tịch như huyện thuật ca vũ tùy duyên cứu độ chúng con chí thành khẩn thiết thỉnh cầu vô thượng ân sư gia trì đấng cứu hộ sứ tuyết tên xin nhà xô thọ mạng trăm kiếp miên trường bất diệt ước nguyện thành tựu không chướng ngại mây ảo hóa trí lạc vô cấu trải khắp hư không cùng khắp pháp giới hiện ra vô số mạng đà la với tất cả hội chúng bổn tôn thần chúng con chí thành khẩn thiết thỉnh cầu bổn tôn gia trì đấng cứu hộ sư tiết tên chiên gà xô thọ mạng trong kiếp nguyên truyền bất diệt ước nguyện thành tựu không chế ngại trước vô thượng chư Phật ba đời thầy của trời đủ mười lực với công hạnh đoạn chứng viên mãn ít lợi chúng sinh giới như biển kẻ chúng con chí thành khẩn thiết thỉnh cầu chư Phật gia trì đấng cứu hộ sư tiết tên xin gà xô thọ mạng trong kiếp miên trường bất diệt ước nguyện thành tựu không chế ngại tam thừa thậm thâm vi diệu pháp tư lương vô cấu bất động thiện đức mọi điều lành bảo tạng thanh tịnh tịch tịnh thù thắng hay khiến chúng sinh thoát ly ba cõi khổ chúng con chí thành khẩn thiết thỉnh cầu diệu pháp gia trì đấng cứu hộ sứ tuyết tên xin gà xô thọ mạng trong kiếp miên trường bất diệt ước nguyện thành tựu không chướng ngại đôi trước bậc trí giác thánh tăng trí tuệ liễu ngộ trực tiếp thắng nghĩa đế chưa từng rời bỏ giải thoát kim cang thành uy phong phá hủy mọi huyễn thực khỏi hữu chúng con chí thành khẩn thiết thỉnh cầu thánh tăng
gia trì đấng cứu hộ sư tiết tên sinh gà so thọ mạng trong kiếp miên trường bất diệt ước nguyện thành tựu không chướng ngại. Chúng hồi không hành dũng sĩ trong ba cõi chùa, không hành quốc độ thánh địa rừng tử thi, trải nghiệm không lạc khó hiểm phương tiện, trợ giúp hành giả thành tựu các thiện đạo. Chúng con chí thành khẩn thiết thỉnh cầu không hành chúng gia trì đấng cứu hộ sư tiết tên sinh gà so thọ mạng trong kiếp miên trường bất diệt ước nguyện thành tựu không chướng ngại. Trước biển kẻ đấng cứu hộ có tuệ mạng luôn giữ thụ ấn kiết trên búi tóc để gia trì các vị hùng lực trì giáo với chánh pháp mà Đức Kim Cang Trì đã giao phó. Chúng con chí thành khẩn thiết thỉnh cầu chư vị hộ pháp gia trì đấng cứu hộ sứ tuyết tên sinh gà xô thọ mạng trong kiếp miên trường bất diệt ước nguyện thành tựu không chướng ngại. Nhờ năng lực kính tâm thỉnh nguyện đấng quy y tối thắng bất hư như thế, chúng con cầu cho đấng cứu hộ sứ tuyết là vị bảo hộ duy nhất của chúng sinh đang chịu vô tận cấu trừ khổ nạn. Đấng tối thắng hạ quang lập sang tên sinh gà xô thân ngự ý bất biến, bất hủy, bất diệt, để mọi suy thoái bất động của trụ giữa kim cang tòa như kiếp hải, gánh vác công hạnh của vô lượng Phật trên đôi vai đại hùng đại lực là tái tiên bảo châu sự nghiệp lợi hành, cầu ước nguyện ngài thành tựu không chướng ngại. Con xin quy y Phật pháp chúng trung tôn cho đến ngày chứng đắc viên mãn Bồ đề, với những tư lương có được nhờ nghe pháp, con nguyện thành Phật để lợi lợi chúng sinh. Con xin quy y Phật pháp chúng trung tôn cho đến ngày chứng đắc viên mãn Bồ đề, với những tư lương có được nhờ nghe pháp, con nguyện thành Phật để lợi lợi chúng sinh. Con xin quy y Phật pháp chúng trung tôn cho đến ngày chứng đắc viên mãn Bồ đề, với những tư lương có được nhờ nghe pháp, con nguyện thành Phật để lợi lợi chúng sinh. Chúng con xin đảnh lễ Đức Gautama vì lòng đại bi đã thuyết diệu pháp để trừ các kiến cho chúng con. Như hôm qua đã giải thích giáo lý chung rất là tỉ mỉ, cho nên ngày hôm nay chúng ta học nhập Bồ Tát hạnh. Những hữu tỳ đang bị trói buộc trong ngục sinh tử mà khởi tâm Bồ Đề chốc lát cũng được gọi là con của chư Phật, đáng được trời người kính lễ. Như hóa chất và luyện vàng, cái thân phàm tục ô uế sẽ được tâm Bồ Đề chuyển hóa thành thân Phật, bảo châu vô giá. Bởi thế hãy giữ vững tâm Bồ Đề. Bằng con mắt đất đạo sư của chúng sinh thấy rõ tâm Bồ Đề hết sức quý báu. Bởi vậy, ai muốn ra khỏi ba cõi hãy khéo giữ vững tâm Bồ Đề. Chúng ta hãy tích lũy công đức, rồi giống như niệm tụng một câu tâm chú lục tự minh ngôn chỉ một lần, cái công thì với cái tâm Bồ Đề thì kiếp này sẽ thân được khỏe mạnh, sống lâu, giàu có, được nổi tiếng. Nếu mình vì cái mục đích đó mà hồi hướng cho vì cái mục đích cho hạnh phúc cho cái đời này, cho nên khi mình đạt được cái quả đó thì tự nhiên nó sẽ thoát. Nếu vì để mà sám hối tội chướng, tích lũy công đức thì mình thấy mình cần phải có cái cõi lành để thực hành giáo pháp, để đạt giác ngộ. Nếu không có thì không thể. Nếu vì để mà đầy đủ những cái thuận duyên để mà tu tập để đạt quả giác ngộ thì điều này là một cái tình huống đặc biệt. Nhưng nếu mình vì để mà hồi hướng cho mình hồi hướng để mà có được cái thân người, thì sau khi mình đạt thân người thì những cái quả báo nó cũng sẽ hết. Nếu vì mình đạt được
cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, cho nên là những cái thiện nghiệp mình làm qua thân khẩu ý vì mục đích là để đạt được quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên cái thiện đức vì hồi hướng đạt được cái giải thoát cho bản thân mình, khi mình đạt được giải thoát thì mình sẽ cũng sẽ nó chín mùi thì nó sẽ hết cái quả. Cho nên nếu vì lợi ích cho tất cả chúng sinh đạt được vô thượng chánh đẳng chánh giác thì vô biên chúng sinh để vì đoạn trừ tất cả những khổ đau cho chúng sinh và làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, nên mình thực hành và phát một cái tâm rộng mạnh để chúng ta làm những cái điều lành để làm lợi ích cho tất cả chúng sinh. Cho nên những cái thiện đức đó sẽ không bao giờ sẽ tiêu hồi. Tại vì sao? Tại vì cái mục đích vì vô lượng chúng sinh, cho nên mà đi truy cầu cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác cho đến khi nào hư không còn tồn tại thì là cái phước đức đó vẫn tiếp tục tồn tại. Cho nên cái thiện căn của mình, thiện đức của mình hồi hướng gì vì cho đời này hoặc là cho giải thoát hoặc là cho vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên tôi nói khi mà chúng ta tụng quy y phát tâm thì chúng ta đã phát tâm một cách thành khẩn, những cái thiện đức mình có được thì nó không bao giờ nó bị suy hoại vì mục đích là hướng đến tất cả chúng sinh. Những điều lành khác chỉ như cây chuối sinh xong thì chết khô, nhưng tâm bồ đề ví như đại thụ sinh luôn sinh quả, đã không khô héo mà còn thêm tươi tốt. Kẻ phạm tội nhờ nương vào nguồn thế lực để khỏi lo sợ, người sợ quả báo tội lỗi muốn mau giải thoát, tại sao không tìm chỗ tựa nương? Sao không tìm chỗ tựa nương? Nói cái lợi ích của pháp tâm bồ đề ở thế giới ngày hôm nay, như các vị lãnh đạo của tất cả tín ngưỡng tôn giáo đã dạy, tất cả những tín ngưỡng tôn giáo đều cùng một cái thông điệp là hành trì chính là phát triển lòng từ bi bác ái. Làm thế nào để em áp dụng cái thực hành giáo pháp? Trên những cái lời giáo điều, những lời khuyên cho nên mình phải áp dụng và thực hành. Hoặc là mình chỉ nói là mình thực hành pháp, mình tụng niệm, rồi những cái pháp đó phải áp dụng giáo pháp trong thực hành hay không? Cái điều này sẽ là một cái câu hỏi, một điều hoài nghi. Cho nên mục đích là phụ thuộc vào cái tâm thức của mình. Khi mình nói pháp, pháp có nghĩa là thực hành pháp vì mục đích gì? Mục đích hạnh phúc. Khi mình thực hành pháp, mình cần có được cái hạnh phúc và an lạc để tăng trưởng cái sự hạnh phúc và an lạc. Yeah, cho nên ở bên ngoài vật chất phát triển, khi mình chỉ quan tâm phát triển hành cái vật chất ở bên ngoài không phải là cái thực hành pháp. Khi mình thực hành pháp có nghĩa là mình không phụ thuộc vào các cái giác quan ở bên ngoài, thì là cho nên là cái trách nhiệm của giáo pháp tín ngưỡng tôn giáo là phát triển cái tâm thức. Cho nên những vị mà theo cái tín ngưỡng mà có đấng sáng tạo thì chủ yếu là niềm tin, cho nên họ phát triển cái dòng tâm thức hạnh phúc ở bên trong. Trên cái vị bên đạo ly hệ phái họ không có, tôi đã quen từ lâu vì đó là con theo cái số luận đó, trong số luận họ có vô thần và hữu thần. Họ theo vô thần, họ không có tin có đấng sáng tạo. Nói từ vô thủy cho đến bây giờ, trên những cái hạnh phúc và khổ đau là do chính cái nghiệp, cái hành động của mình mà nó dẫn tới hạnh phúc hay khổ đau. Cho nên chủ yếu là những cái hành động của thân, của và hành động của miệng có thiện hay là bất thiện, nó phụ thuộc vào cái tâm thức của mình. Cho nên cái chuyện luyện tâm là cái việc rất là quan trọng nhất. Cho nên mình muốn thực hành giáo pháp hay không, là có tu hành hay không tu hành, đó là tùy thuộc vào cái sự lựa chọn của mình. Nếu mình không tin giáo pháp Đức Phật thì không tin thì vẫn hành. Nếu mà mình có tin giáo pháp Đức Phật thì phải làm, phải học
theo giáo pháp Đức Phật, là mình phải điều phục tâm của mình. Nếu mình điều phục được tâm của mình sẽ được hạnh phúc, mình sẽ được hạnh phúc. Không nói là cái hạnh phúc cho kiếp sau, nhưng mà ngay trong cái kiếp này, nếu cái tâm của mình tốt lành thì mình sẽ được hạnh phúc ngay trong đời này. Như hôm qua tôi đã giải thích, như đâm đóm cái nói cái lợi ích của cái phát tâm Bồ Đề. Do cái lòng từ bi nên nó dẫn theo một cái, nó dẫn tiếp đến một cái tăng thượng tâm, phát khởi được cái tâm khát khao đạt được cái quả vị Phật, gọi là cái Bồ Đề tâm nguyện. Từ nơi cái Bồ Đề tâm nguyện, chúng ta hành trì thực hành 6 ba la mật, chúng ta nhận giới Bồ Tát và hành trì cái học giới của một vị Bồ Tát, cho nên gọi là Bồ nhập Bồ Tát, gọi là Bồ Đề tâm nguyện, Bồ Đề tâm hạnh. Nói tóm lại, Bồ Đề tâm bao gồm có hai loại là tâm nguyện Bồ Đề và tâm hạnh Bồ Đề. Nhưng mọi người đều biết sự khác nhau giữa hai ước muốn đi và đang đi. Bậc trí nên biết sự khác nhau này giữa hai loại tâm Bồ Đề. Khi mình bắt Bồ Đề tâm nguyện coi là cũng đã lợi ích vô số. Nếu mà mình nguyện như thế nào, mình đã hứa và thực hiện cái ước nguyện đấy. Như mặc dù tâm nguyện Bồ Đề cũng đủ sinh quả báo vĩ đại, nhưng không thấm gì so với tâm hạnh Bồ Đề, vì tâm này liên tục phát sinh phước đức. Bất cứ lúc nào một người khởi sự lập chí nguyện không lùi bước thọ trì tâm hạnh Bồ Đề thì muốn cứu hộ cho hết vô số hữu tình, thì từ lúc ấy trở đi, người ấy dù lúc ngủ hoặc lúc xả hơi, phước đức vẫn liên tục phát triển rộng lớn như hư không. Trang 188. Vì muốn cho những người tin cổ xe nhỏ hướng về Đại Thừa, trong kinh Diệu Tí thưa hỏi Đức Như Lai đã dạy tâm Bồ Đề có lợi ích vô biên, điều này rất hợp lý. Nếu có người lo nghĩ cách chữa một bệnh nhức đầu cho hữu tình mẹ thôi, cái tâm mong muốn lợi lạc ấy đủ khiến cho người kia được vô lượng phước đức. Nếu người mà có tâm cái tốt lành, đương nhiên là con người cũng thích rồi, huống chi những cái loài chó, mèo, chim, nó cũng yêu mến những người có lòng bi, người hiền lành. Trên ai mà có cái lòng bi trong lòng tâm thức của họ thì làm cho những động vật, những con người xung quanh cũng yêu thích mình, và trong tâm của mình, tâm của người đó cũng sẽ được an lành, hạnh phúc. Tôi vẫn hay đùa, cái nói ô con, khi mà tôi không gặp nguy hiểm á, tôi cho con rùa mùi, nó hút máu xong nó đỏ cả người rồi xong nó bay đi. Tôi nói con ruồi này, ở con muỗi này, nó hút máu, nó no bụng, nên tâm của nó cảm thấy rất là thỏa mãn. Y như tôi nghĩ là nó chắc nó chẳng không biết biết ơn gì đâu. Như một con chó, con mèo, mình cho nó ăn hay mình thì nó không biết ơn. Tôi đã hỏi những cái nhà khoa học, y nói con người và những con vật nhỏ nhất so với cái bộ não của nó lớn hay nhỏ, nó có dẫn tới cái sự biết ơn lớn hay bất ơn ít hay không. Tôi có hỏi rất là nhiều lần, nhưng mà tới bây giờ cũng chẳng có ai trả lời cho tôi. Cho nên mình chỉ, nếu mình có tâm lợi ích mà giúp đỡ cho họ, thì đương nhiên người bên kia họ sẽ biết ơn. Cái điều này là chúng ta có thể thấy trước mắt. Hướng gì mong trừ khử vô lượng bất an cho hữu tình? Trước hết là từ những khổ đau cho tâm thức. Dù một người đang bị lo lắng, họ đau khổ, nếu mình chia sẻ những cái nỗi buồn lo của họ thì tâm của người ấy giảm bớt cái sự lo lắng. Như con chuột, các người khoa chắc là học và thí nghiệm những con chuột. Khi hai con chuột nó bị thương,
một con chuột nó có bạn bè, một con chuột nó không có ở một mình. Nói cái sự khác nhau của sự phục hồi cái bề vết thương đó, thì các nhà khoa học nghiên cứu những con chuột mà nó bị thương có nó có một con chuột bạn thì nó liếm những cái vết thương thì nó rất dễ mau lành những cái vết thương. Nên đó nó khác nhau. Nếu mà có một người mà thương yêu mình, ở trong cái môi trường có nhiều người thương yêu, thì cái tâm của mình cảm thấy mà không có nản lòng. Trong tâm chúng ta cảm thấy rất là linh động, và nó tự nhiên nó dẫn tới cái thân thể là tăng trưởng, cái nên dễ chữa lành cái bệnh tật. Cho nên con chuột bị bệnh nó có bạn thì nó sẽ nhanh lành hơn con chuột sống ở một mình. Muốn hữu tình được vô số cái điều lành, dù cha hay mẹ hay bất cứ ai đã có được tâm bồ đề ấy chưa, chư thiên cõi dục ấy, vị tu thiên, các vị phạm thiên có được tâm ấy không? Vì lợi ích cho tất cả chúng sinh, mình không thể là gánh vác tất cả. Nếu mình cũng có, ai cũng vậy, cũng cố gắng trừ khổ đau cho bản thân của mình. Cha mình nói, những người kia vì lợi ích riêng còn chưa mơ tưởng đến tâm bồ đề, huống gì kẻ khác mà phát tâm lợi ích. Vì người tự mình còn chưa có thể phát tâm, bởi thế phát được cái tâm lợi tha quý báu này quả là điều hết sức hiếm có. Tất cả chúng ta đều muốn hạnh phúc và không muốn bị khổ đau. Cái nhân của khổ đau là mình cứ do là tự nguyện cái gây những cái nhân khổ đau, là lừa dối người khác, là hiếp đáp người khác. Cho nên đó chính là những nguyên nhân dẫn tới khổ đau. Cho nên mình cứ tự nguyện gây những cái nhân khổ đau. Cho nên tham sân, và cái người đó cho là người đó thông minh khôn khéo, nhưng thực ra do họ thấy đó là phiền não, nó là cái lỗi lầm. Cho nên tại vì họ không có biết đối trị phiền não, thấy nguy hiểm của phiền não, cho nên họ tự nguyện gây ra những cái phiền não. Cho nên tham sân là cái nguyên nhân nó dẫn tới khổ đau. Khi mà tham sân nó hiện khởi lên trên bề mặt thì họ không có được sự an bình, mà tâm của họ đang bị quấy nhiễu và náo động. Ai cũng muốn hết khổ đau mà sao thống khổ cứ tăng, mặc dù đi tìm an vui, kẻ ngu tự làm hỏng niềm vui của mình, không khác gì bị kẻ thù phá hoại. Nên khi mà có cái tâm lòng bi, có nhẫn nhục, có ít muốn biết đủ, thì cái tâm hiện tại và trong tương lai lâu dài thì cái tâm an bình và cái tâm tĩnh lặng. Cho nên mình chẳng quan tâm tới cái tâm từ bi. Cho nên chúng ta nhìn thế giới ngày hôm nay thì biết, cho nên thế giới chúng ta gặp rất là nhiều cái phiền phức, cái nhiều cái tín ngưỡng tôn giáo khác nhau. Khi họ nói tín ngưỡng chỉ là cầu nguyện, nhưng thật sự họ lại tảng lờ đi cái việc là áp dụng cái lòng từ bi, thì từ bi bác ái. Cho nên chính xác rằng là họ muốn được hạnh phúc, nhưng mà họ hủy diệt những hạnh phúc như là tiêu diệt kẻ thù của mình. Đối với chúng sinh thiếu niềm vui, chịu nhiều đau khổ, tâm hạnh bồ đề có thể đem lại an vui, trừ tất cả khổ. Chẳng những thế, tâm bồ đề còn có thể diệt trừ sự ngu si của chúng sinh. Còn bạn lành nào sánh bằng, còn phước đức nào sánh bằng? Trang số 190. Nếu có người biết đền đáp cái ân bố thí, cho nên chúng ta bố thí như, cho nên trong nhập hành, trong bảo hành vô giới luận nói là khi mà bố thí chúng ta phải kính trọng, mà để mà bố thí chúng ta cho những người ăn thí là chúng ta khinh thường họ, chúng ta vứt
cũng tiền họ, chúng ta đừng nên làm như vậy. Cho nên rất là nhiều người họ ăn mày và ăn xin đi dọc đường. Nếu mình có cho tiền hay mình cho họ thức ăn thì mình phải tôn trọng và bố thí họ. Cho nên những vị mà hành Bồ Tát hạnh là xem tất cả chúng sinh đều là cao quý hơn mình là những nơi thấp nhất và tôn kính họ. Nên những người bệnh, người bệnh tật họ không có nơi nương tựa, họ xem họ cái đối tượng tôn quý để chúng ta dâng mà bố thí cho họ. Chị nhìn trong tám câu kệ luyện tâm nói, khi chúng gặp mà những đối tượng mà khốn khổ thì mình bắt gặp như là cái kho báu để cung kính và phục vụ họ. Trong 10 cái điều bất thiện, trong đó nói là không có uống rượu, không có tổn hại chúng sinh, không có tà mạn, nên cung kính bố thí, phải thực hành giáo pháp, là thực hành từ bi. Đó là 16 cái pháp hành trong Bảo Hành Vương Chánh Luận có dạy. Dù các kẻ tình cờ chuẩn bị một ít thực phẩm mang cho một số chúng sinh đang đói, khiến cho họ no được nửa ngày, người ta còn kính trọng xem là một thiện sĩ. Huống chi Bồ Tát thường xuyên ban cho vô số chúng sinh niềm vui chính giác tối thượng và thỏa mãn tất cả những nguyện vọng của hữu tình. Phật dạy kẻ nào sinh tâm xấu ác đối với những Bồ Tát cứu hộ khắp mọi người như thế, kẻ ấy sẽ bị xa địa ngục nhiều kiếp số. Như cái số lượng tâm xấu họ của mình nghĩ. Như trong Bảo Hành Vương Chánh Luận nói là con nguyện làm đất nước gió lửa thuốc men rừng cây chỗ nghỉ thường cho tất cả chúng sinh thọ dụng tự do không cạn kiệt. Dựng ở người bên người kia họ nói những cái lời xấu ác, họ tổn hại mình, giờ họ làm những cái hành động như vậy trong tương lai người ấy, nhưng mà những người trong tương lai mình sẽ làm lợi ích cho những người tổn hại mình. Nga Đen là năm anh em Kiều Trần Như trong quá khứ đã làm tổn hại, làm cái thân của Đức Phật chảy máu, cho nên do cái kết duyên đó cho nên ngày sau này làm đệ tử của Đức Phật. Cho nên các vị Bồ Tát nguyện là dù những ai mà tổn hại ta thì ta cũng phải làm lợi ích cho họ để kết duyên. Xong chương số 1. Để chúng ta giữ cái tâm Bồ Đề bằng cách là chúng ta sám hối tội chướng. Chương 191. Để có thể giữ tâm Bồ Đề tôn quý nhất, con xin cúng dường chư Phật, cúng dường bảo pháp bảo vô cấu và cúng dường biển công đức vô lượng của chư Bồ Tát có bao nhiêu hoa tươi và quý của các thực phẩm tối thượng, những vật quý báu trên đời, bao nhiêu nước trong sạch khiến người ta ưa thích, những núi châu báu nguy nga như vậy cùng các khu vườn an tịnh làm tâm người thư thái, những cây báu trang sức bằng hoa kỳ diệu, những cây ăn trái thồng rũ, những cành triệu quả báu, những hương thơm vi diệu nhất trên đời, ngang với hương cõi trời, hương đốt các cây ước quý báu, những mùa màng tự sinh không cần kỳ cấy cùng các đồ trang sức quý báu đáng cúng dường khác, những hồ ao đầy dãy hoa sen và những con thiên nghe hót êm tai, tóm lại tất cả những vật vô chủ trong phạm vi hư không rộng lớn. Nhưng rất là quan trọng, nên mình nói con xem dâng hiến kẻ thân với cái tâm của mình ở trước chứng minh của chư Phật, chư Bồ Tát.
các ngài đã thực hành như thế nào thì con dưới sự chứng minh của các ngài, con cũng muốn đem cả thân tâm vĩnh viễn phụng hiến lên chư Phật và chư Bồ Tát. Xin các ngài thương xót nhận cho con, xin cung kính làm kẻ nô lệ của các ngài. Câu kệ số 8. Khi đã được các ngài hoàn toàn thâu nhận thì con chỉ sống vì lợi ích hữu tình, không còn lo sợ, thân tâm được an tịnh, hoàn toàn siêu thoát các tội lỗi quá khứ. Từ nay trở đi con sẽ không bao giờ làm các ác nghiệp. Vậy khi nền thủy tinh sáng bóng, cục trụ về cột trụ giác đầy bảo châu sáng ngời đẹp mắt, trên cao cái thòng rượu hồi những cái dù lồng quý báu long lanh, đây là nhà tắm mỹ lệ thơm tho. Anh ấy bị cái chi phần hạnh nguyện nó liên quan với cái truyền thống của cái Ấn Độ, dù mình cúng dường là nước hoa hương đèn thực phẩm vân vân, cho nên nó hôm nay những cái đền thờ của Ấn Độ cũng vậy, trước hết họ có cái nước rửa chân, rồi sau đó thì cái nước súc miệng, rồi dầu thơm. Trong đó đã trần thiết nhiều bình báu đẹp đẽ đựng đầy nước thơm khiết, khiến người ta ưa thích, vang lên đủ điệu ca nhạc êm tai. Xin chư Phật và Bồ Tát hãy đến tắm. Tắm xong có những khăn tắm sạch sẽ, ướp những thứ hương vi diệu để lâu ngọc thể của